Xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì hai chị em mình đang có mặt ở trường trung học cơ sở Vĩnh Hanh, thì đến đây để mà gặp bé Phượng với các bạn. Thì theo như thường lệ hàng tháng thì anh Lương Chấn Quy sẽ gửi về cho bé một phần tiền để mà trang trải việc học. Thì hôm nay cũng là tháng 10 rồi, bây giờ hai chị em mình xin được phép đại diện vô để mà kiếm bé trao cái phần tiền nha. Đúng rồi, tại vì em không có ở nhà. Đi học rồi. Chào thầy. Dạ, thầy. Em chào thầy, em chào dạ. Cô. Thầy đang nói chuyện. Ủa rồi, Phượng đâu? Em cũng không biết nữa, Phượng học ở đâu vậy thầy? Ở đâu vậy thầy? Trên đây đúng không thầy? Thầy có thể mới kêu thầy chứ có thể kêu em nó xuống giùm được. Có thể kêu em nó xuống giùm em được không thầy? Thôi thử cho hỏi nè. Chào thầy chị. Xin chào. Phượng học buổi chiều. Buổi chiều. Trời ơi, nói đây nè thầy ơi. Hai thầy trò đi kiếm nhau hả? Chào Phượng nha. Tụi em xin phép thầy sánh cho tụi em làm việc với Phượng. Dạ, rồi, rồi. Dạ, rồi, ra đây với chị nè. Dạ, Phượng ngồi. Phượng ngồi đây đi. Ây da, nay em học buổi chiều hả Phượng? Dạ. Nay học mấy tiết? Dạ, 5 tiết. 5 tiết, rồi giờ là đang học tiết gì ở trên trển? Dạ, đang học tiết công nghệ kiểm tra 15 phút. Công nghệ kiểm tra 15 phút, em làm kiểm tra xong chưa? Chưa, mới bắt đầu rồi. Mới bắt đầu mà xuống đây có được không chàng? Lát cuối mình chắc kiểm là tra xíu lại. Kiểm tra lại ha. Cô cho mà không sao. Ừ, rồi dạo này học hành sao rồi? Được. Có ngồi cái bạn ấy có gì không hiểu là được ngồi kế học sinh giỏi cho nên là dạ, có gì mà không lớp hiểu trưởng. Lớp trưởng luôn. Rồi giỏi quá nha. Lớp trưởng mà học giỏi đó là giống như Cảm hồi xưa. Không, một cái bạn thôi, dạ, chứ không phải là Phượng. Rồi em hiện tại thì có còn thiếu cái gì trong học hành nữa không? Không, đủ. Đủ hết rồi ha. Rồi có cái phần nào mà không hiểu hay là khó khăn gì không? Không, nếu mà có bà nào không hiểu thì hỏi bạn Hải, mình hãy chỉ. Ừ, lúc mà giáo viên giảng không hiểu thì mình hỏi bạn là bạn chỉ mình làm mình có hiểu hết không? Hiểu. Rồi về nhà mình có làm bài được hết luôn không? Được. Được. Rồi cỡ nào ở nhà thì có phụ ông bà làm gì nữa không? Có. Có thể nói cho chị Di Cẩm biết được không nào? Là sáng nội chợ thì có nhà biết nhà, lên nhà giặt đồ, nấu cơm sẵn, đợi nó về rồi mình rồi ăn nội. Ừ. Rồi ăn cơm xong rồi mình đi học. Dạ, con rửa chén rồi con đi học. Nếu là mỗi ngày á thì cuối tháng á là chị Ngân sẽ đến nhà thăm em với lại bà, nhưng mà biết là em đi học á nên là thôi mấy chị ghé đây thăm em luôn. Rồi cho ở đây hỏi thăm ông bà em nha. Ông bà em nghe nói là bị bệnh đúng không? Hôm nay thì mấy cái bú của bà đó có đi mổ hết chưa? Dạ, bữa đó bà nội con có đi ra ngoài gì của chị An chỉ á. Nói là bú của nội con là bú mỡ nó không sao. Rồi nay lên bà có đỡ chưa? Bà có dạ. Còn khó thở hay sao nữa không? Dạ không, bớt. Bớt rồi ha. Thì hôm nay hai chị đến thì cũng có một cái phần quà nhỏ nhỏ tặng cho em với lại gia đình nha. Thì ở đây cũng sắp đến Trung thu rồi, cho nên là biết là ở nhà em thì có hai chị em gái đó, cho nên là chị cũng có hai cái lồng đèn tàng tàng. Hôm nay là hôm nay nè, em cầm đi luôn. Hôm nay đúng là 15 luôn nha. Hình như là Phượng có em gái đúng không? Có một đứa em gái đúng không? Ờ đó là cháu. Đây cái này cho tụi nó chơi nha. Thì gửi cho em hai cái nha. Rồi bên chị Cẩm còn cái gì nữa chị Cẩm ơi? Ở bên chị là có một cái hộp bánh Trung thu, thì bánh này rất là ngon luôn. Đây chị mở ra cho chị coi nha. Bánh này lát một chút Phượng đi học về Phượng đem về tặng cho, gửi lại cho ông bà nha, cùng với lại em với lại mấy cháu đó ăn mình chung vui ngày Trung thu nha. Đây đây là hộp đây, bánh hộp bánh Trung thu nha, bốn cái. Đây nó có bốn cái bốn vị rất là đẹp luôn. Trời bánh này rất là ngon luôn nha. Nhìn ở phía ngoài thôi là đã thấy ngon rồi, có vị trứng muối rồi đậu xanh rồi khoai môn đủ loại hết. Đó. Về rồi em với lại ông bà ăn với nhau cho vui nha. Rồi cho chị gửi lời hỏi thăm ông bà em, chúc Trung thu vui vẻ nha. Ngoài cái phần bánh với là lồng đèn ra thì hôm nay cũng là tới cái tháng để mà đưa cái tiền sinh hoạt chứ là ăn học cho em rồi, thì sẵn đây chị cũng gửi lại cho em luôn nha. Giờ thì em nhớ lại đưa lại cho bà nha chưa. Dạ. Rồi.
Trời ơi, Tết Trung Thu. Đây, thì là 1,5 triệu. Chị đưa cho em nha, cũng là của chị chú Lương Chấn Quy. Đây, rồi, em nhận tiền rồi, cảm ơn chú nha. Chú sẽ dạy cho con trong việc học. Ừ. Cố gắng học giỏi nha. Chú rất là thương em luôn. Tháng nào chú cũng gửi về để mà cho gia đình với lại em hết á. Nên là em phải cố gắng học thật là giỏi. Thì cuối năm mình có tấm giấy khen nhưng mà không có phụ lòng chú nha. Rồi, cố gắng lên nha. Rồi, thôi bây giờ để cái này vô đi để mà em lên còn lên trên em kiểm tra tiếp nữa. Thì em để ra xe. Rồi. Ê, nó banh cái lồng đèn luôn á. Không đâu, không sao. Nó kêu nữa rồi. Thôi. Chị bỏ đi cho xong rồi em lên lớp đi học nha. Ừ. Rồi. Ừ. Bye bye.